Nhất thiết chỉ pháp tùng bổn chỉ lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa rời cái tướng danh tự, xa rời cái tướng ngôn thuyết, và xa rời cả ý nghĩ cũng còn không tới nữa cả. Xa gì cái gọi là thiện là ác chứ. Cho nên đa mang chi hai cái danh tự vô nghị. Sợ cái đáng sợ. Người học Phật sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm của ta nó có nhiều cái tiêu chuẩn lắm. Thanh văn cũng ta, duyên giác cũng ta, Bồ Tát cũng ta, và Phật cũng ta. Lương tâm ta có đủ những tiêu chuẩn đó. Ta đem cái tiêu chuẩn đó mà ta soi rọi, ta thấy ta đúng ngang tới cỡ nào hay là không ngang cái nào hết, mà nó ở tuột ở dưới cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà nếu mà ở tuột với cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì ta so với những cái tiêu chuẩn của thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật thì ta phải điều chỉnh nó lại thôi. Ta có quyền điều chỉnh nó lại. Làm người ai cũng có thể có lỗi, mà thấy lỗi mà biết lỗi là ta điều chỉnh cái lỗi đó, ta sửa lỗi là lỗi đó tự hết. Cũng như lỡ làm cái tách nước này nó quá đậm, nó quá chát, ha nó vô nước loãng vô thì nó hết đậm hết chát, vậy thôi. Cho nên không có đa mang chi hai cái danh tự vô nghị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Mà đây sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Những người làm ác lương tâm hành hạ ghê gớm lắm. Chưa bị chính quyền, chưa bị pháp luật, chưa bị tử hình đâu, mà trong lúc họ sống họ hưởng không ra gì cái tiền bạc mà bất chánh phi nghĩa. Ôi lỗi, học Phật phải thấy cho được cái đó. Phải thấy cho được những người mà người ta làm 1 ngày 20 ngàn thôi mà gia đình của người ta có hạnh phúc thật sự, đầu óc người ta rảnh rang thanh thoát thật sự. Có những người làm 1 tháng 1 ngàn tỷ mà cái đầu óc lúc nào cũng ở trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Tại vì nó đau khổ như địa ngục, nó đau khổ như là nó thèm thuồng, nó vô độ, nó thèm thuồng như ngạ quỷ, và bất chấp lẽ phải, lương tâm lương tri tình nghĩa như là súc sanh, chứ không phải là nó thành súc sanh là đi 4 chân. Nó không phải là địa ngục là lọt trong lòng đất, không phải là ngạ quỷ là mình phải tan cái hình này để thành cái hồn phi phượng phượng, không phải vậy. Đừng hiểu cái đó là sai rồi, mà người ta dùng cái hình ảnh ta gọi là như những cái hàng đó. Cho nên là học Phật, học kinh này đó, đọa tam đồ ngay trong lúc mình còn đi đứng nằm ngồi sống trên cõi đời này, mà ngược lại hưởng Niết Bàn cũng ngay cái lúc mà mình đi đứng hoạt động trên cõi đời này, chứ không phải đợi chết. Cái quan niệm mà tu hành rồi chờ chết rồi mới được hưởng cái thành quả đó là sai hoàn toàn, không phải đạo Phật. Có người hỏi tại sao dám nói vậy? Dám chứ, bằng cớ A-la-hán xưa kia từng đi khất thực mỗi ngày. Đức Phật là vô thượng Bồ Đề cũng từng đi khất thực hàng ngày. Thế thì Ngài không có Bồ Đề Niết Bàn ư? Các vị A-la-hán đã không có Niết Bàn ư? Sự thật theo lời giáo lý của Đức Phật là những người đó, người ta có an lạc, người ta có giải thoát tự tại, người ta có Niết Bàn, có Bồ Đề ngay trong lúc người ta còn sống đó chứ. Thế thì chúng ta bây giờ cũng vậy thôi à. Ta có an lạc, ta có Niết Bàn, ta có Bồ Đề trong cuộc sống. Chẳng qua là cái Bồ Đề của ta hữu thượng, còn có thể tiến lên nữa được. Còn Bồ Đề của Phật là Bồ Đề vô thượng, nghĩa là nó đạt tới cái đỉnh tận cùng, vậy thôi. Nghĩ cái chỗ này mà học cái này mà tu nó sướng vô cùng vô tận, có sợ ai nữa đâu. Đây bây giờ ta cho biết là gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Cái đáng tội nghiệp của chúng ta là cái gương lòng của chúng ta từ vô thủy vô chung nó đã trong sáng thanh tịnh rồi. Cái đó gọi là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, đó là nói theo kinh Lăng Nghiêm. Cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, nói theo kinh Viên Giác. Cái đó là Phật tánh, nói theo kinh Niết Bàn. Cái đó là tri kiến Phật, nói theo kinh Pháp Hoa. Đó là cái gương lòng đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, nhưng mà có cái điều là cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, không ai để ý cái đó. Có tấm gương mà không hề sử dụng, không hề soi rọi, không hề quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi. Ngày hôm nay là cái ngày mà ta đủ cái duyên lành, là ta nghe chánh pháp, ta học chánh pháp, ta nghe chánh pháp, rồi ta hành chánh pháp đây nè. Đây là cơ hội đấy. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi. Sáng soi thấy, phước và tội không ai ban và không ai phạt. Vì gốm vậy, phước và tội không ai ban và không ai phạt. Cho nên đừng bao giờ mà mình tưởng tượng rằng là mình làm phước rồi có người biên chép cái ghi chép cái phước đó rồi tâu với ai đó rồi ban phước cho mình. Cái đó hoàn toàn ngoại đạo tà giáo. Rồi mình làm tội rồi họ ghi rồi báo cáo về với cấp trên rồi mới là định tội, rồi mới là hành tội mình, cắt đặt cái tội cho mình. Hoàn toàn không phải vậy. Mà vấn đề thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Cái vấn đề đời sống của người đệ tử Phật là phải hiểu rằng thiện và ác nó đền trả lại như bóng theo hình. Đứng cái lưng mình thẳng về thì cái bóng của mình nó ngay. Mà nếu mình đứng cái lưng mình cong về là cái bóng của mình nó sẽ cong quẹo. Vậy thôi. Thông điều thì ảnh thuận, mà hình tức thì ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Thanh điều thì hưởng thuận ở mình la ha, mình đứng trong một cái hang núi nào mình la ới một cái, mà mình la chát chúa thì cái tiếng vang trở lại nó cũng chát chúa. Mà mình la cái tiếng nghe nó hòa quảng, nó dịu dàng như lời ca tiếng nhạc thì cái vang lại cũng là dịu dàng như lời ca tiếng nhạc. Rồi gọi là thanh hòa thì hưởng thuận. Thanh nó dịu dàng thì cái tiếng vang trở lại nó cũng dịu dàng. Mình la cái kiểu ghê gớm nghe thất thanh hồn vía thì tiếng vang nó trở lại cũng ghê gớm, cũng thất thanh hồn vía. Hình trật thì ảnh đoan, ở cái hình ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái hình mình đứng cong thì cái bóng nó sẽ quẹo, vậy thôi. Vấn đề nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Nhân quả nó rõ ràng như vậy, không bao giờ sa chạy. Chứ không có ai mà bắt tội, ai mà cho phước gì hết. Cho nên cái bài này nè, để ý cái bài này, tôi đọc lại hết rồi nè. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai, cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Sợ làm chi hai, cái danh tự vô nghi. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Hay lắm rồi nha. Lương tâm của mình là Phật, là trời, Bồ Tát ở trong này nè. Dầu không ghi nhưng mà tự coi như có tính kính, nó phản chiếu thiện hay ác, nó soi rọi trong đó. Rồi lương tâm mình tự hành hạ lấy đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mà mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Xác định mọi người ai cũng có Phật tánh rồi đó. Từ gương lòng tức là Phật tánh, là tri kiến Phật, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Gương lòng sáng xưa nay ai cũng vẫn có, mắt cho mũi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban ai phạt. Ghê lắm. Những tâm hồn mà yếu đuối non nớt mà chưa có nghe Phật là nghe cái này giật mình lắm đó nha. Ta chỉ sợ cái người ban, người giáng tội, ta chỉ cung kính cái người ban phước. Mà ở đây là tội và phước không ai ban mà không ai phạt. Người đại thừa cái thấy của người chứng đạo, của người liễu nghĩa thường thừa mới thấy được cái này đó. Cho nên tôi nhắc đại chúng, nếu muốn nghe cái này là phải về đọc bài cho kỹ rồi, phải có tư duy đó, phần tích chỉ tôi ghi lại này. Nền giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tính tự tôn. Đào tạo cho người đức tính tự tôn nghĩa là phải tôn trọng cái nhân bản con người. Chứ con người không phải là sinh ra để rồi quy lụy với bất cứ một quỷ thần thiên, một đấng thiên liêng nào, quỷ thần nào. Không có. Con người, địa ngục cũng do ta, ngạ quỷ súc sanh cũng do ta làm ra cho ta phải chịu khổ như vậy. Ta là người, ta là trời, ta là Atula cũng ta. Ta là Thanh văn, ta là duyên giác, ta là Bồ Tát, ta là Phật, cũng đều do ta. Cho nên ta có quyền tự tôn. Tất cả đều do tâm của ta tạo. Nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tính của pháp giới. Tất cả đều do tâm của con người mà tạo. Trong đó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng do tâm tạo. Chứ ngoài cái tâm của ta mà thanh tịnh rồi thì địa ngục không có, ngạ quỷ không hề có, và súc sanh cũng không có ở trong ta. Nhắc lại là địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở trong tâm ta, chứ không phải là cái thứ bên ngoài. Thứ bên ngoài là cái pháp duyên sanh như quyển của dạng pháp. Đừng có nói tới nó. Nhìn nó bằng cặp mắt, cái bằng thập như thị. Nó như vậy là như vậy. Còn vấn đề của ta đây nè, là ta phải giữ gìn cái địa ngục trong ta, đừng cho có. Cái tâm ngạ quỷ của ta đừng cho nó sanh ra. Cái tâm súc sanh vô lương bất nghĩa của ta đừng cho nó sanh ra. Đó là ta không đọa vào ba đường ác rồi đó. Còn nếu mà hàng ngày sống với cái tâm trạng bất nghĩa vô lương, ăn cháo đá bát, đó là không có nhân nghĩa, không có đạo đức. Tức là tâm sống bằng tâm súc sanh, sống bằng hàng ngày ta tham lam vô bờ bến, không kể của người thân người sơ, không kể của lương tâm lương tri gì hết, miễn là tham lam về được cho mình thôi, thỏa mãn cái nhu cầu cái dục vọng của mình thôi, đó là ta đang sống bằng cái tâm trạng của ngạ quỷ đấy, tức là tham lam vô độ đó. Còn nếu như mà suốt cả ngày mà nó bực bội, nó đau khổ đủ thứ mà mình gỡ ra không được, đó là đọa vào địa ngục vô gián đó. Tỳ ngục là địa ngục vô gián, nghĩa là nó khổ không có thời gian rảnh rỗi, không có hở. Cho nên giáo lý của đạo Phật nhằm đào tạo cho con người cái đức tính tự tôn. Cái nhân bản của con người là tối tôn và hoàn toàn trong sáng. Gọi là nhân bản, tức là cái mà cái bản chất vốn có của con người là Phật, tri kiến Phật, là Như Lai viên giác diệu tâm, là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú. Con người hãy phát huy cái đức tính vốn có ấy để mà sống một cách tự tin ở cái khả năng, ở nơi cái nhân bản cao đẹp vốn có của mình. Điều này là điều thật. Các hàng A-la-hán, các hàng Bồ-Tát, ta tin ở cái khả năng, cái nhân bản thanh tịnh, đức tính trong sáng vốn có của mình. Ta đã thành A-la-hán. Phật Thích Ca cũng tin ở nơi cái nhân bản thanh tịnh, đức tính trong sáng vốn có của mình mà Ngài đã thành Phật. Thì Đức Phật Thích Ca dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thì ta cũng có quyền tin như vậy. Ta cũng có quyền tin ở nơi cái khả năng, ở nơi cái nhân bản cao đẹp vốn có của mình đó chứ. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài nhân bản thanh cao trong sáng mà tác giả Chứng Đạo Ca gọi cái đó là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật của chính con người. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Ủa minh thật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức Pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Mọi người ai cũng có cái tự tánh bản nguyên thanh tịnh vốn có. Bản nguyên đó là thiên chân Phật. Phải tin cái đó chứ không tin ai khác. Vì vậy người đệ tử Phật học Phật tu theo đạo Phật không được sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một sức mạnh vô hình hay một đấng thượng Phật siêu nhiên nào đó như một số người nhẹ dạ cả tin, dễ tin thường sợ. Những người nhẹ dạ dễ tin thường sợ một thế lực siêu nhiên, một sự thưởng phạt của một thế lực siêu nhiên hay là một lực lượng linh thiêng nào đó. Người đạo Phật không hề sợ. Sợ lực lượng linh thiêng nào đó tức là ta đã lạc vào đa thần giáo. Họ đặt ra đủ thứ thần thánh để họ sợ, họ thờ, họ lại, họ tin tưởng, họ hy vọng. họ cầu nguyện giáng sinh với những cái tập đoàn thần thánh đó. Đó là những người thuộc về đa thần giáo rồi. Còn tin nơi một cái đấng mà thưởng phạt thiêng liêng, một đấng duy nhất nào đó có quyền làm việc đó, đó là ta lạc vào nhất thần giáo rồi. Mà cái đó là cả một cuộc đời Đức Phật là thuyết pháp là đều là hoàn toàn là không đồng ý. Không đồng ý, không chấp nhận cái đạo lý đó. Nếu chấp nhận đạo lý đó thì Đức Phật chẳng ra đời để làm cái gì nữa, chẳng đi thuyết pháp để làm gì, vì người ta đã nói sẵn thứ đó rồi. Đa thần giáo và nhất thần giáo là cái xưa nay đã có rồi. Trước khi Đức Phật ra đời đã có hàng loạt, đã hàng trăm cái đạo như thế rồi. Cho nên học cái này là để ý, mình muốn làm đệ tử Phật hay là mình muốn làm đệ tử của các vị thần đa thần giáo, nhất thần giáo, ngoại đạo tà giáo.